Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Chúa trên đời sống của chúng ta. Praise God for his goodness in our lives. Amen. Cảm ơn Chúa vì mỗi lần Hội Thánh hát bài Chúa tốt lành. We praise God because every time we as a church body sing the song Goodness of God. Đây là bài hát mà vợ chồng chúng tôi và gia đình có thể nói là đó là bài hát của chúng tôi. It's a song that my wife and I as well as my family can say that's our song to the Lord. Bởi vì nhìn lại. Because when we reflect back. 41 năm hầu việc Chúa tại Hội Thánh. 41 years of ministry here. 40 năm chúng tôi lập gia đình. 40 years of marriage. Thì chúng tôi thấy rằng Chúa sự nhân từ của Ngài theo suốt cả cuộc đời chúng ta. And we see God's goodness following along with us throughout our entire lives. Và trước khi chúng tôi đáp lại sự kêu gọi của Chúa để hầu việc Chúa. And before we responded to the call of God to serve him. Sự nhân từ và tốt lành của Chúa cũng đã đi trước và đã dọn đường cho chúng tôi. God's compassion, his goodness went before us preparing the way. Cứu sống chúng tôi khỏi chuyến vượt biển rất là khó khăn. As I escaped Vietnam in the oceans. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì nhìn lại thì thấy rằng I praise God because when I look back. Chúa quá nhân từ, Chúa quá tuyệt vời. God is so good. He's so amazing. Đó là lý do mà tôi đã giữ lời hứa nguyện ở trước mặt Chúa. And that is the reason why I keep my promise before the Lord. Và chúng tôi nguyện rằng ngày nào còn sống trên đất này thì sẽ giữ lời hứa nguyện đó cho đến cuối cùng. My promise till the end of my days. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cũng là Đức Chúa Trời thành tín. We praise God because he's also a faithful God who responds to our prayers. Khi chúng tôi tìm hiểu và chuẩn bị đi đến hôn nhân. Whenever we were getting to know each other, my wife and I, and we were about to approach marriage. Chúng tôi cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ ban phước để hôn nhân của chúng tôi sẽ làm một hôn nhân kiểu mẫu để giúp đỡ cho nhiều người. We prayed together asking God to allow our marriage to be one that sets an example for people. Cho những người đã thất vọng đối với hôn nhân. So those who had lost hope when it comes to when they think upon marriage. Vì mức độ tỷ lệ của những người ly dị quá cao. Because of the percentages or statistics of people who had divorced, marriages that had ended in divorce was so high. Họ có thể nhìn đời sống và hôn nhân của chúng tôi và nói rằng đó là một hôn nhân hạnh phúc mà họ cũng muốn có. That they could look to my wife and I and our marriage and say that is a blessed marriage. I want to be like that. Và cảm ơn Chúa trong 41 năm hầu việc Chúa. And I praise God throughout 41 years of ministry. Hai tuần nữa chúng tôi sẽ làm một cái chủ lễ, một cái lễ cưới thứ 71 ở trong hội thánh của chúng ta tại đây. We're going to have a 71st wedding ceremony here at our church. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng có ý định ban phước trên đời sống của chúng ta và khiến chúng ta làm nguồn phước cho nhiều người. We thank the Lord because God had a plan to bless our lives and cause us to be a blessing to the multitudes. Và nhất là trong đời sống hôn nhân và gia đình. Especially in our families, in our marriages. Chúa Ngài muốn ban phước trên chúng ta. God wants to bless us. Ngài muốn ban phước trên hôn nhân của chúng ta. He wants to bless our marriages. Và cho chúng ta sẽ là một ngọn hải đăng, so sẽ là một lời làm chứng cho thế giới của chúng ta. So that we can be a testimony, a witness for the world. Anh chị em chúng ta đang đứng trước nhiều cái sự thể hiện của tội lỗi trong những ngày qua. My brothers and sisters, we're standing here before a bunch of sin that's taken place. Và chúng ta thấy rằng sự cầm buộc ở trên nhiều cuộc đời đang thể hiện ra. And we can see the bondage or the strongholds in many lives. Và vì cái việc mà người ta đã lẫn lộn đối với giới tính của mình, mà chúng ta thấy thế giới của chúng ta hiện tại đang ở trong một cái hoàn cảnh chúng ta có thể nói rằng nó hỗn độn và hết sức là khó khăn. Because people wake up confused on even their own gender, we can see the result of that in the world that it brings about chaos and confusion. Khi mà người ta cố gắng để giới thiệu hay là muốn bày tỏ ra một cái điều nó nghịch với tự nhiên đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả những thứ khác nó sẽ trở nên hỗn độn, khó khăn đến cái độ mà chúng ta thấy rằng không thể chấp nhận được. When we see that mankind rises up and tries to establish something that goes against the very nature of humanity, that goes against the nature of creation, we see that the only result is confusion and chaos. Một trong những điều mà tôi xem những bản tin mà tôi nói rằng thế giới của chúng ta đang đi đến cái chỗ mà chúng ta thấy rằng nó tồi tệ đến độ không thể nhận ra được. Is that when I look at the world, sometimes it's unrecognizable the depravity of it. Có một võ sĩ đại diện cho nước Ý đến để tham dự Italy để tham dự Thế vận hội. Võ sĩ.
is a boxer. A boxer, yes, a boxer came to represent Italy in the Olympics. Và cô tham dự trận đấu. And she was in one of the boxing, she was in the boxing ring. Thì chưa đầy 50 giây cô đã đầu hàng bởi vì cô chịu không nổi với những cú đấm. She forfeited within 50 seconds of the match because she couldn't withstand the punches. Bởi vì cô chịu sự tấn công của một người đàn ông. Because she was boxing against a genetic man. Là người mà nói rằng tôi đổi giới tính của tôi, đầu của tôi bây giờ tôi nghĩ tôi là đàn bà. A person who then declared themselves, a man who then declared himself to be a woman. Và Thế vận hội đã cho phép người đàn ông này đánh đập một người phụ nữ. And the Olympics allowed a man to box against a woman before the world. Theo dõi của cả thế giới. For the world to see. Không biết những người lăng xê cái phụ nữ đồng quyền với nam vân vân, họ ở đâu mà không lên tiếng nổi cho cái sự việc hết sức là lạ lùng như vậy. For those who stand up for women's liberation, where were they? Why weren't they defending this woman in the boxing ring who was fighting against a man? Cô đã dành bao nhiêu năm tháng để chuẩn bị this cho Italian boxer cái trận đấu này? Had been training up for years, for months. Mà chỉ mới 50 giây là phải thu non, phải đầu hàng yet, bởi vì không chịu nổi sức đấm của stage, một người đàn ông. Within 50 seconds she had to forfeit. Bao giờ thì thế giới của chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta chấp nhận được việc một người đàn ông đánh một người đàn bà? When is it that the world will see that a man boxing a woman is not right? Rồi bây giờ thì chúng ta thấy rằng sẽ có một cái trận đấu chung kết giữa hai người đàn ông mà đổi giới tính của mình trong sự suy nghĩ của họ để giành tranh giải của giới nữ ở trong Thế vận hội. So now, as a result, there's going to be two transgender men who have declared themselves women to box in order to win the championship. The championship. Of a woman. Oh, of a woman's competition. Anh chị em, thế giới chúng ta đang lẫn lộn và chúng ta thấy rằng nhiều điều không thể nào hình dung nổi. The world is so confused. Và đứng trước cái điều đó, chúng ta thấy rằng chúng ta có một trách nhiệm rất là lớn. And standing before all of this, we recognize that we have a great responsibility. Chúng ta có trách nhiệm để chúng ta giúp đỡ và giải cứu những con người họ đã lẫn lộn ở trong sự suy nghĩ của họ. It's our responsibility to bring salvation and revelation of truth to those people that are so confused. Và chúng ta cần quyền năng của Chúa để chúng ta có thể rao giảng tin lành của Chúa. Không phải chỉ tin lành bằng lời nói mà thôi. Not just the gospel by our words. Nhưng bởi sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép. But by the revelation of the Holy Spirit and power. Để có thể giải cứu những người bị cầm buộc trong tội lỗi. To deliver those that are oppressed in sin. Những người đã mù tối trong cái nhìn của họ. Those who have been blinded in their eyes. Bởi vì Chúa đời này làm mù lòng họ. Because the Lord of this world, the God of this world has blinded them. Anh chị em, lời nói thôi không đủ để chúng ta có thể thay đổi. Words are not enough to bring transformation in someone's vì life. Kiến thức không đủ để có thể thay đổi những logic hoàn cảnh như vậy. Logic is not enough to reason with somebody is not enough to change their heart. Nhưng mà bởi sự sức dầu của Chúa. But it is only by through the anointing of the Holy Spirit. Bởi lời của Chúa cho chúng ta thấy sự sức dầu của Chúa sẽ giúp bẻ gãy những ách đó. That the Holy Spirit by the anointing it can break those yokes. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi mời morning, hội thánh I invite you, church, để chúng ta cùng bắt đầu học một loạt bài mà tôi sẽ chia sẻ trong những ngày sắp đến. To begin a theme of messages that we'll start today. Đó là chúng ta muốn trở nên những cơ đốc nhân siêu nhiên. That is that we want to become supernatural Christians. Chúng ta thấy chữ siêu nhiên tại đây đó là cao hơn và khác hơn là tự nhiên. The word itself, supernatural, says that it's above the natural, different. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì and we praise God có một sự trang bị từ nơi Đức Chúa Trời. Preparation from our Lord. Có thể khiến chúng ta vượt xa hơn những cái tự nhiên. Causing us to go above and beyond the natural. Anh chị em, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được kết quả khác hơn tự nhiên. My brothers and sisters, if we want to experience results that are different than regular or normal or natural. Để trở nên những người kinh nghiệm những sự siêu nhiên trong đời sống. To experience the supernatural. Thì chúng ta cần sự sức dầu của Chúa. Then we need the anointing of God. Và buổi sáng hôm nay tôi xin mời anh chị em cùng suy nghĩ and và chúng ta định nghĩa sự sức dầu là gì. Ponder with me, what does it mean to be anointed? Chúng ta cần sự hiểu biết về sự sức dầu để có thể để sự sức dầu tác động trên đời sống we của chúng ta. We need to understand what the anointing is so that we can let it work in our lives. Bằng không chúng ta sẽ không thể phục vụ otherwise, một cách hiệu quả we won't được. Be able to serve others. Sức dầu là quyền năng của Đức Chúa Trời giúp chúng ta để có thể phục vụ. You see, the anointing gives us the power to serve other people. Và đây là sự kinh nghiệm Đức Thánh Linh vận hành xuyên qua chúng ta. And it's an experience
of the Holy Spirit working through us. Con người chúng ta được tạo nên trong tự nhiên. We were created in the natural. Và chúng ta thấy rằng khi Chúa Ngài mang sự siêu nhiên của Ngài vượt cao hơn tự nhiên, chúng ta sẽ làm được những việc siêu nhiên trong ơn của Chúa. And when we see the Holy Spirit come upon us so that we can be above the natural, we experience the supernatural life that God intended. Chúng ta xem gương mẫu của Đức Chúa Jesus. Let's look at Jesus Christ as our example. Ở trong Công vụ chương 10 câu 38 chép. In Acts chapter 10 verse 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Jesus ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Công vụ chương 10 câu 38 này cho chúng ta thấy Đức Chúa Jesus được sức dầu bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. We see here in Acts chapter 10 verse 38 that Jesus Christ was anointed by the Holy Spirit. Và Ngài thật là gương mẫu cho chúng ta. And he is our the example set for us. Và Chúa Ngài đã thể hiện ra để chúng ta có thể thấy được rằng một con người được đầy dạy Đức Thánh Linh, được sự sức dầu Đức Thánh Linh có thể làm những công việc siêu nhiên. And God allowed for us to be able to see this so that we could see what a man could do when anointed by the Holy Spirit. Và chúng ta thấy thứ nhất là Ngài được sanh ra bởi Đức Thánh Linh. We see first that Jesus Christ was born of the Holy Spirit. Đây là hình bóng của con cái của Chúa được tái sanh khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. This is the imagery of a person being born again to become a child of God. Thánh Linh vào trong đời sống của chúng ta và Ngài sanh chúng ta lại để chúng ta the Holy Spirit comes kinh nghiệm into được our sự thay đổi. And allows us to be born again to experience a transformation in Christ. Rồi sau đó, Giăng báp tít làm báp têm cho Ngài bằng nước. Secondly, we see that John the Baptist baptized Jesus Christ by water. Và chúng ta thấy khi Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu từ dưới nước lên thì Thánh Linh đã giáng xuống ở trên Ngài. And when Jesus Christ came up out of the water in his water baptism, we see that the Holy Spirit came upon him. Đây là hình bóng của con cái của Chúa được báp têm trong Đức Thánh Linh để được Thánh Linh giáng trên họ. And this is the example set for us that as children of God, we can receive the Holy Spirit and have him come upon us. Rồi chúng ta thấy thứ ba, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh hướng dẫn vào trong đồng vắng, tại đó Ngài kiêng ăn và chịu thử thách. And the third example in Jesus Christ is that we see when he was led through the desert in the wilderness by the Holy Spirit to as he fasted and then experienced temptation. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng Ngài được mặc lấy quyền phép bởi Đức Thánh Linh để được trang bị và sai phái. After that we saw that Jesus Christ was empowered by the Holy Spirit to be equipped and then be sent out. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một hy vọng rất là lớn lao cho tất cả chúng ta. We praise the Lord because Jesus Christ gives us a hope that we see for all of mankind. Philip chương 2 cho chúng ta biết rằng Ngài đã gác lại cái sự vinh quang của Ngài vì là Đức Chúa Trời để Ngài đến thế gian này mang lấy thân xác con người như chúng ta. Philippians in chapter 2 it tells us how Jesus Christ set his glory aside so he could walk here on the earth. Và Ngài đã đến như một người. And he came as a normal man. Và Chúa Ngài đã bằng lòng sống như một người trên đất này. And Jesus Christ was willing to live on this earth just like you and me, normally. Nhưng mà Ngài làm gương cho chúng ta là but một người sống trên đất. As a person living here on this earth. Được sanh ra bởi Thánh Linh. Born again in the Holy Spirit. Được Đức Thánh Linh giáng trên mặt lấy quyền phép. And having the Holy Spirit come upon him to clothe him with power. Để rồi Ngài ra đi và làm những việc lạ. So that he could go out and do signs and wonders. Và trước khi về trời. And before ascending to heaven. Thì Ngài hứa với các môn đồ của Chúa một điều hết sức là lạ lùng. Something very wonderful. Quả thật ta nói cùng các truly, ngươi. Truly, I say unto you. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm. Whoever believes in me will do as I do. Mà làm trỗi hơn and nữa. Do even greater. Vì ta đi về cùng because cha. Because I go to my Father. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. This is the plan of God. Ngài muốn chúng ta tiếp nối công việc của Ngài. To continue the work that Jesus Christ và Ngài xác nhận rằng việc Chúa đã làm chúng ta có thể làm như vậy. And Christ acknowledges that whatever he did we can do and even greater. Đây không phải là khao khát của chúng ta. Chúng ta muốn được như vậy. This isn't something that we desire. Nhưng mà là sự mong muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta. But it is the desire of God for each and every one of our lives. Kẻ tin thì sẽ làm so việc Chúa làm. So those who believe will do the work of Christ. Amen, anh chị em. Amen. Có bao nhiêu người tin ở tại đây? How many people are believers in this house? Hallelujah. Hallelujah. Việc kế tiếp là anh chị em có tin rằng is, việc Chúa làm chúng ta cũng có thể làm không? That what Jesus Christ did, you can do as well. Amen, nhỏ amen. Quá. Amen. Oh, the amen. Anh chị em was, chưa tin. I don't think you believe xin that amen was too soft. Chúng ta thật sự là những kẻ tin may có mặt God ở đây. May God allow us to be believers who truly believe that we can do what Jesus Christ did. Vì Chúa Ngài không làm những điều đó để rồi chúng ta lại sống một sự sống đó là chuyện Chúa làm, đó là chuyện của thời Kinh Thánh, đó là chuyện ngày xưa.
Nhưng mà anh chị em, tất cả những kẻ tin đều được Chúa Giêsu hứa rằng chúng ta sẽ làm việc Ngài làm, mà Chúa còn cho chúng ta đặc ân để làm lớn hơn nữa. Christ didn't leave these words for us so that we as believers could walk this earth and say, oh, that's just what God did, that's what just what Jesus did so many years ago, miracles are done, only he could do signs and wonders. No, he left this scripture for us to understand that we could do as Jesus Christ did and do even greater. Và Luca chương 4 câu 1 và câu 14 ghi lại cho chúng ta bức ảnh này. And when we look at Luke chapter 4 verse 14 through 19, Verse 1 and 14. My apologies. Đức Giêsu đầy dạy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đem đến trong đồng vắng. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan River and was led by the Spirit into the wilderness. Và câu 14, Đức Giêsu được quyền phép của Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ xung quanh. And when we look at verse 14, we see Jesus Christ filled with the Holy Spirit returned to Galilee in the power of the Spirit and news about him spread through the whole countryside. Và thế là Đức Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài trở về trong quyền năng của Đức Thánh Linh. So we see here that Jesus Christ began his ministry when he came back clothed in the power of the Holy Spirit. Và điều tuyệt vời là có một cái sự chuyển tải. And the beautiful thing is that there was like an impartation của chức vụ của Ngài trên hội thánh của Chúa. Of the ministry of Christ upon his church. Ở trong ngày lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh. When we talk about the Passover, Pentecost. Lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh đã được đổ ra ở tại phòng cao nơi mà các môn đồ của Chúa họp lại để cầu nguyện. When we talk about Pentecost, we see that the Holy Spirit was poured out upon the upper room. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Everybody there was filled with the Spirit. Và thế là họ đã bước ra và đã phục vụ cũng như rao giảng tin lành của Chúa và thay đổi thế giới. And they were able to step out in the power of God and change the world. Anh chị em cho tôi nhắc nhở anh chị em, Đức Chúa Trời cũng có chương trình lớn cho mỗi đời sống của chúng ta. My brothers and sisters, let me remind you today that God has a great plan for our lives as well. Nhưng chúng ta không thể thực hiện một cách hiệu quả cho đến khi chúng ta được sự sức giàu của Chúa. Until we are anointed by the Holy Spirit. Một trường hợp khác thì chúng ta thấy Joshua. Another situation is when we look at Joshua. Ông là một môn đệ của Moses. He was a disciple of Moses. Công tác của ông là để yểm trợ chức vụ của Moses. And his responsibility was to support the ministry of Moses. Ông không có chức vụ gì đặc biệt. He had no other special kind of ministry. Nhưng cái ông được sự sức giàu bởi Đức Thánh Linh. But when he was anointed by the Holy Spirit, thì ông được đầy dẫy thần khôn ngoan. Then he was filled with wisdom. Dân sự đến và vâng lời ông. The people came to him and they obeyed him. Và đứng dưới sự lãnh đạo của ông. And stood under his, walked and lived under his leadership. Phục truyền Lễ Ký chương 34 câu 9 chép. In Deuteronomy chapter 34 verse 9 it says, Joshua con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan. Now Joshua son of Nun was filled with the Spirit. Vì Moses đã đặt tay mình ở trên người, dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Moses. Joshua was filled with the Spirit of wisdom because Moses had laid hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Chúng ta thấy Joshua được đầy dẫy thần khôn ngoan. Joshua was filled with the Spirit of wisdom. Lý do là bởi vì why? Moses đã đặt tay trên mình ông. It's because Moses laid hands upon him. Và chúng ta thấy rằng ông đã nhận được sự sức giàu từ Nơi Chúa. Có bao nhiêu người tại đây muốn nhận sự đầy dẫy thần khôn ngoan? Want to have the Spirit of wisdom upon their lives? Khôn ngoan là điều mà chúng ta cần cho thế giới của chúng ta. Wisdom is something we desperately need for our world today, amen. Ma quỷ đang làm xáo trộn đủ mọi thứ trong cuộc sống. The demons are trying to confuse and cause chaos in everybody's lives. Thiếu sự khôn ngoan từ Nơi Chúa, chúng ta sẽ bị nó lừa bịp. Without the wisdom of the Lord, we're going to be lied to and tricked. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì sự sức giàu của Chúa đã làm trên Joshua cũng có thể làm trên đời sống của chúng ta. For the anointing that came upon Joshua could come also upon our lives. Một trong những danh xưng của Đức Chúa Thánh Linh đó là Ngài là thần khôn ngoan. He is the Spirit of wisdom. Khi chúng ta nhận được sự hiện diện của Ngài, when we receive his presence, chúng ta sẽ nhận được thần khôn ngoan trên đời sống của chúng ta. Then we can receive the Spirit of wisdom in our lives. Amen, anh chị. Amen. Elisha, một trường hợp khác. Let's look at Elisha, another story. Trong chức vụ của tiên tri Eli là tiên tri đầy quyền. In Elijah's ministry, a ministry full of power. Ông đã gọi lửa từ trời để thiêu của lễ. Fire down from heaven to burn up the sacrifice. Ông công bố trời không có mưa thì trong 3 năm rưỡi không có một giọt mưa. When he declared that there would be no rain on the earth, it was 3.5 years where there was a drought. Khi ông được Chúa tiếp rước về trời. Whenever Elijah was taken up into the heavens, thì học trò của ông là Elisha đã nhận được chiếc áo choàng từ nơi his ông. Student Elisha received his cloak. Elisha đã nhặt chiếc áo choàng của tiên tri Eli. And Elisha received the cloak of Elijah. Đập xuống sông Giô-đan. And hit it upon the Jordan River. Chúng ta biết rằng nước đã rẽ ra. And we see that the river split apart.
Việc mà tiên tri Eli đã từng làm. Whatever Elijah once did. Bây giờ Elise đã nhận được. Elisha was able to receive that impartation. Khi ông đã nhận được sự sức dầu từ Whenever he received the anointing of the Holy Spirit. Và cũng nhận được điều lòng ông ao ước. He also received whatever his heart desired. Cái lòng sinh thần của thầy của ông là Đức Thánh Linh cảm động trên ông bội phần hơn thầy của ông. He asked for a double portion of the anointing of the Spirit that his master Elijah had. Và việc này đã lập tức thay đổi thân thế của Elise. And this immediately changed the journey of Elisha. Chúng ta đọc ở trong sách các vua chúng ta thấy rằng When we look at Kings, we see có những trường tiên tri khác. That there were other prophets. School of prophets. Thì chúng ta thấy những tiên tri sinh học sinh trong lúc bây giờ của các tiên tri khác đó, đi theo và họ nhạo báng, họ thách thức tiên tri Elise. We see in the journey in Kings, we see that the prophets through those schools of prophecy, they would go along and they would kind of mock Elisha. They would challenge him. They would test him. They would make fun of him. Hỏi, anh có biết rằng thầy của anh sắp sửa được cất lên khỏi anh không? They would say, "Did you know that your master is about to be taken?" Họ có ơn tiên tri đến cho em đã they thấy had rằng the gift of prophecy, and they could see that Elijah was going to be taken in the days to come. Elisha nói rằng, tôi biết, but Elijah said, "I know." Be quiet. Be quiet. I didn't know if it was like be quiet or something worse. Nhưng khi tiên tri Elise nhận được sự sức dầu từ But when Elisha received the anointing from God, thì học trò của các tiên tri khác đã thay đổi. Then all the other students of the school of prophecy, they changed. Khi sự sức dầu và quyền năng của Chúa trên tiên tri Eli đã thể hiện bội phần trên Elise. Whenever the anointing of the Holy Spirit that was upon Elijah came in double portion to Elisha, thì sự sức dầu đã thay đổi thân thế của Elise. That anointing changed the trajectory of Elisha's life. Các vua thứ nhì chương 2 câu 15 chép. Let's look at 2 Kings chapter 2 verse 15. Khi các môn đồ của những tiên tri ở Jericho đối ngang Giô-đanh thấy Elise thì nói rằng Thần Eli đã đổ trên Elise. Họ đến đón người, sắp mình xuống đất ở trước mặt người. The company of the prophets from Jericho who were watching said, "The spirit of Elijah is resting on Elisha." And they went to meet him and bowed to the ground before him. Anh chị em, đây là điều mà chúng ta rất là cần ở trong những ngày My brothers and sisters, this is something that we desperately need. Những cái lực đang nhào báng cơ đốc nhân cũng như Chúa của chúng ta. The principalities that are mocking our God. Thì chúng ta biết rằng chỉ có sự sức dầu của Chúa mới có thể bẻ gãy the anointing of the Holy Spirit that we can break them. Như Goliath và Philistine, đạo As the Philistines and Goliath đã chế nhạo đạo binh của Đức Chúa Trời. Were mocking the army of God. Thì chúng ta thấy ở đây phải có một người được sự sức dầu như David đứng lên. We see that somebody giết chết tên khổng lồ. With the anointing of God upon him, like David could come and kill Goliath. Họ cho những lời nhạo báng dân sự của Chúa và đạo quân của Đức Chúa Trời đã dừng lại. So that the mocking, the challenging, the testing from the Philistines as well as the giant Goliath could cease. Chúng ta cần sự sức dầu này We hơn bao giờ hết. We need this anointing now more than ever. Vua David, chúng ta nhắc đến ông là người King được Chúa David. Ngài sức dầu mới trên ông. Cho nên ông không thất một trận chiến nào. We see that he had the Holy Spirit's anointing, God's anointing upon him, so he never lost a battle. Và sự sức dầu dường như không vơi cạn trên suốt cuộc đời của ông. And that anointing was never weakened in his life. It never was lost in his life. Thi Thiên 92 câu 10 nói. When we look at Psalm chapter 99 verse 10, chapter 92 verse 10. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng của con bò tót. Tôi được sức dầu bằng dầu mới. You have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured on me. Các câu còn lại chúng cho thấy kết the remainder của sự verses tell us the result of the anointing in David's life. Câu 11 nói rằng mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại. Verse 11 says, my eyes have seen the defeat of my adversaries. My ears have heard of the rout of my wicked foes. Sự sức dầu của Chúa giải quyết tất cả những chống đối. The anointing of God dealt with all of the challenges from the enemy. Và câu 12 chúng ta thấy người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. When we look at verse 12, it says the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Bởi sự sức dầu mới trong một cuộc đời của David, người công bình mọc lên như cây kè. David's life, which was a righteous life, could rise up like the cedar of Lebanon. Như là cây hương nam ở trên Liban. And that of a palm tree. Và chúng ta biết rằng cây hương nam là một cái cây rất là to lớn. When we think about the cedar tree, we know that's a very large, grand tree.
và sự sức giàu tươi mới mà Chúa Ngài đã đổ trên cuộc đời của David, đem đến câu số 14 fresh nữa. Anointing poured upon David's life, we can see more about it in verse 14. Dầu đến buổi già bạc họ sẽ còn xanh bông trái, được thành mẫu và xanh tươi. They will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Đó là siêu nhiên, Vinh Chiêm. That's supernatural, right? Già làm sao xanh bông trái được? When you're old, how can you still bear fruit? Làm sao được thành mẫu và xanh tươi được? How can you stay fresh and green? Và nhìn già nó đã khô héo rồi. When you think about an old tree, we see that it's dried già up and nó đã weak. Nhăn rồi, có nếp rồi. Or even a human person, when an old person, you can see the skin is then wrinkly and dry. Nhưng mà sự sức giàu của Chúa sẽ khiến cho of God causes giàu đến buổi già bạc cũng vẫn còn xanh bông trái. Age, you'll still bear fruit. Hallelujah. Được thạnh màu và xanh still tươi. Be fresh and green. Chẳng những xanh bông trái mà còn nhiều trái nữa. Not only will you bear fruit, you're going to bear an abundance of fruit. Hallelujah. Và cảm ơn Chúa và luôn luôn là xanh. And we praise God because before the Lord we will continue to be fresh and green, alive. Khi chúng ta được Chúa sức giàu, whenever the Lord anoints us, đời sống của chúng ta, our lives, cũng như công việc của chúng as well ta, as our work, và chức vụ của chúng and ta, our ministry, tất cả đều everything, bước vào trong sự siêu nhiên. Steps into the natural, supernatural. Người ta nhìn, người ta chỉ when có thể lắc đầu look, thôi là tại sao nó có thể xảy ra như when vậy. People look upon our lives, you can be like, what in the world? How is nó that cao happening? Và nó khác hơn tự nhiên vô cùng. Our lives will be completely different, rise above those around us. Vì chúng ta được sự sức giàu từ because we have the anointing of the Holy Spirit. Vì chúng ta đến với chức vụ của Đức Chúa Giêsu. So now let's go back to the ministry of Jesus Christ. Sau khi được đụng chạm đến sự sức giàu, Ngài đã tuyên bố. Whenever the Jesus Christ was touched by the anointing, he declared. Ở trong Luca chương 4 từ câu 14 đến 19. Luke chapter 4 verse 14 through 19. Đức Chúa Giêsu được quyền phép của Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Then Jesus returned in the power of the Holy Spirit to Galilee, and news of him went throughout all the surrounding region. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. And he taught in their synagogues, being glorified by all. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục của Ngài. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. So he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Có người trao sách tiên tri Esai cho ngài, ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng. And he handed the book, and he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Thần của Chúa ngự trên ta, vì ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha. Kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Hallelujah. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Và Chúa Giêsu ngài đã xác nhận hôm nay lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. And Jesus Christ said today this prophetic word has come to pass. Chúa Giêsu ngài xác nhận rằng chính cái lời tiên tri ở trong Esai 61 đã ứng nghiệm trên ngài vì thần của Chúa ngự trên ngài vì ngài đã sức giàu cho để Chúa Giêsu có thể đi ra và thi hành thánh vụ. Jesus Christ confirmed the scripture that was written in Isaiah 61 where the spirit of the Lord had come upon him. Cảm ơn Chúa vì khi sự sức giàu đến. We praise God because when the anointing comes, Đức Chúa Giêsu ngài trở về Jesus Christ xứ Galilee, was able to return to Galilee. Danh tiếng của ngài đồn khắp các xứ chung quanh. And his name began to go spread widely amongst the people. Trước đó không nghe nói gì về cuộc đời của Chúa Giêsu. Before that, we don't hear a lot about the life of Jesus Christ. Kinh Thánh cho chúng ta biết một lần năm Chúa 12 tuổi. That when Jesus Christ was about 12 years old. Rồi sau đó thì là những năm yên lặng. And then after that, there's quiet. Nhưng mà thần linh khi ngài but trở suddenly, về từ sông Giô-đanh. Whenever he returned from the river of Jordan. Được mặc lấy quyền phép. And clothed in the power of God and anointed by the Holy Spirit. Thì danh tiếng của ngài đồn khắp xứ chung quanh. His name began to be known throughout the surrounding region. Cảm ơn Chúa praise vì điều the này. Lord. Praise anh the Lord. Khi chúng ta được sự sức giàu, whenever we are anointed in Christ, chúng ta không cần phải tự làm nổi. We don't have to create our own fame, our own reputation to be well nhưng known. Nhưng mà sự sức giàu sẽ khiến cho người ta biết về chúng ta. Như chúng ta đã thấy xảy ra trong chức vụ Chúa Giêsu. In the ministry of Christ. Xảy ra trong chức vụ của các sứ đồ. We saw it happen in the ministry of the apostles. Xảy ra trên cuộc đời của Giô-suê. We saw it in the life of Joshua. Trên cuộc đời của David. Upon the life of David. Sự sức giàu của Chúa đem đến những kết quả đó. Brings those kind of wonderful results. Điều đó cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi kế tiếp của chúng ta là sự sức giàu để làm gì? So this brings about the answer to the next question. That is, what is the anointing? Đó là danh tiếng của ngài càng vang ra. It is the power, the presence of God being manifested and known.
và một đoàn dân đông nhóm họp là để nghe Ngài và để được Ngài chữa lành bệnh. And it was a time when a great number of the multitudes came to listen to Christ and he healed them. Luca chương 5 câu 15 đến 17 đó. Let's look at Luke chapter 5, that's verse 15 through 17. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm lại để nghe Ngài và để được Ngài chữa lành bệnh. The report went around concerning him, that's Jesus Christ, all the more. And great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. So Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. So he himself withdrew into the wilderness and prayed. Một ngày kia Đức Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilee, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Now it happened on a certain day that as he was teaching that there were Pharisees and teachers of the law sitting by who had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem and the power of the Lord was present to heal them. Sự sức dầu đến trên chúng ta để hành động. The anointing comes upon us so that we can take action. Để giúp chúng ta hoàn tất những công tác mà Chúa giao phó cho chúng ta. The work that God has given to us. Chúa, Ngài không sai chúng ta đi tay không. God doesn't send us out with nothing. Ngài trang bị cho chúng ta. What he does is he prepares us. He anoints us. Và đó là điều rất cần trong đời sống của chúng ta. And that is something that we desperately need in our lives. Như vậy, trong thời gian này chúng ta thấy rằng có một câu hỏi cần phải trả lời gấp, đó là sự sức dầu là gì? So again, the question is, what is the anointing? Là sự biểu lộ của quyền năng và sự hiện diện của Chúa. As we said, it's the presence and the power of God manifested in our lives. Chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa có mặt ở khắp mọi nơi. We know that the presence of God is everywhere. Nhưng mà không phải tất cả mọi nơi Chúa đều bày tỏ sự hiện diện của Ngài. But it's not everywhere that God manifests His presence. Trên những cuộc đời. Upon certain lives. Trên những nơi chốn. Upon certain places. Chúa Ngài chọn để bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Chúa. To manifest himself. Người đều sự sức dầu sẽ kinh nghiệm điều đó a trong đời sống. A person who is anointed will experience his manifest presence. Ngài biểu lộ quyền năng và sự hiện diện của Ngài. God reveals his presence. Sự sức dầu là biểu lộ của sự hiện diện của Đức Thánh Linh. The anointing is the revelation of the power of the Holy Spirit. Đúng vì Ngài là Đức Chúa Trời cho nên Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài là đấng vô sở bất tại, không chỗ nào mà không có sự hiện diện của Chúa. Truly God is omnipresent. There is no place on this earth where he is not. Nhưng mà không phải bất cứ nơi nào Ngài cũng bày tỏ sự hiện diện của Ngài. But again, it's not in every place where he reveals his manifest presence. Nơi mà Đức Thánh Linh bày tỏ sự hiện diện của Ngài là thân thể của những người được tái sanh và nhường đời sống của mình để Ngài đầy dẫy. The place where the Holy Spirit reveals his manifest presence is when a person is born again, is anointed in his power. Và lúc đó trên thế gian này Đức Thánh Linh chỉ hành động qua một thân thể. And it is on this earth and only then will the Holy Spirit operate through a person. Đức Giê-xu là thân thể mà xuyên qua đó Đức Thánh Linh đã hành động. Jesus Christ was a person that the Holy Spirit operated through. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài làm việc trên thân thể của một con người. Because God works in and through a human, a person. Chúng ta Chúa Đức Giê-xu phải bỏ thiên đàng cao sang, gác qua một bên thần tánh của Ngài để nhập thể làm người như một con người. Left the heavenlies, the beautiful heavenlies, set aside his power, his person, his nature so that he could be here on this earth and walk as a man. Và bước đi trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. But yet he walked filled with the Holy Spirit. Vì Đức Chúa Trời dựng nên thế giới của chúng ta. Because God created this world. Và dựng nên loài người chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. In his image. Và Ngài giao cho chúng ta cái phước hạnh. And he gave us the blessing. Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. To be created in his image. Ngài phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta. The word of the Lord tells us that let us create mankind in our image. Để họ. So that. Cai quản mặt đất này. They can rule the earth. Chúa Ngài đã để cho chúng ta cái trách nhiệm để cai quản mặt đất này. The responsibility to rule and reign over this world. Để chúng ta vun sới quả địa cầu này. So that we can guard and to nurture this earth. Và Chúa Ngài giao chúng ta cái trọng trách đó. And God gives us that responsibility. Hầu cho có sự có mặt của chúng ta. So that while we are here and present on this earth. Thì những gì cần phải được vun sới sẽ được vun sới. That whatever is needs to be nurtured and cared for will be nurtured and cared for. Những gì cần phải được chăm sóc được chăm sóc. Whatever needs to be cared for needs to be planted, grown. Whatever it is on this earth, it will be taken care of. Đó là ý định của Đức Chúa Trời. That is the plan of God. Nhưng khi loài người chúng ta phạm tội. But when mankind sin, thì chúng ta đã hụt mất cái sự vinh hiển. Then we were lost. We were lost of the glory of God. Thì chúng ta loài người chúng ta lúc bấy giờ trở nên trần truồng xấu hổ. And so we as mankind became naked and embarrassed, shamed. Và chúng ta thấy bắt đầu tìm cách để che giấu cái sự xấu hổ. And we see in the word of God that
Adam and Eve, they begin to look for things to cover their nakedness. Đó là lý do tại sao chiên con của Đức Chúa Trời phải đến. That is why the Lamb of God had to come to this world. Vì chúng ta để ý Đức Chúa Trời Ngài đã làm công việc của Ngài lúc đó. We see that God was already doing His work. Ngài thấy Adam và Eva lấy lá cây để kết khố để che thân của mình. To cover their nakedness. Thì Chúa Ngài biết rằng đó chỉ là một cái giải pháp tạm thời. But God knew that that was only a temporary solution. Ngài đã giết một con thú. He killed an animal, a creature. Máu của nó đổ ra. The blood was poured out, was spilled. Ngài lấy da của con thú. He took the fur or the skin of that animal. Và Đức Chúa Trời đã làm thợ may đầu tiên trên mặt đất. And God was the very first tailor here on this earth to sew up some clothing một bộ đồ. So they could wear. Một bộ đồ để họ có thể được mặc và che cái sự xấu hổ của họ. And they wore that to cover their nakedness and their shame. Con thú mà đã chịu chết để đổ máu ra để che đậy tội lỗi của dân sự của Chúa. The animal, the creature whose blood was spilled to cover the sins of the world. Đã được Đức Chúa Trời Ngài báo trước rằng sẽ được God thực hiện. God foretold, prophesied in advance that it would happen. Khi con thú chịu giết ở trong vườn Eden. That whenever the creature was killed in the Garden of Eden. Và chiên con Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi thế gian đi. And we see that the Lamb of God, who was also prophesied in advance, he came to this world to spill his blood for all of mankind. Và đây là điều tuyệt vời đến. And this is a beautiful thing. Let's connect it. Khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi Đức Chúa Giêsu. That whenever we receive the salvation of Jesus Christ. Máu huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi. The blood of Jesus Christ cleanses us of our sins. Thánh Linh của Chúa bước vào và Ngài tái sanh chúng ta. Our lives to allow us to be born again. Thì bây giờ thân thể chúng ta xứng đáng để Đức Chúa Trời lại ở trong chúng ta. Then our bodies become worthy for God to reside. Anh chị nhớ lý do tại sao Đức Chúa Trời hủy diệt thế giới trong cơn đại hồng thủy không? Do you remember the reason why God destroyed all of mankind in the great flood? Bởi vì tội lỗi của con người That's lúc bây giờ quá lớn. The sin of man was too great. Sáng hôm nay tôi giảng ở trên radio cho cộng đồng của chúng ta sứ điệp về con tàu cứu rỗi mà Chúa đã truyền lệnh đến Noe. This morning I preached on the Vietnamese radio station about the saving ark, the saving boat, the ark that was created by Noah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì bây giờ chúng ta được phục hồi. Because now we've been restored. Thần của Chúa mà the trong Sáng Thế Ký chương 6 nó rằng không ở trong loài người nữa. That is no longer in mankind. Bởi sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu. But by through the salvation of Jesus Christ. Thần của Chúa lại có thể ở trong chúng ta. The Spirit of God can be in us again. Ở chỗ này đáng lý tất cả chúng ta đều đứng lên mà chúng ta nói chuyện với Chúa. Bởi vì sự cứu rỗi diệu kỳ của Ngài. You should be rising to your feet, praising God. Để chúng ta không còn phải kêu trời ơi nữa. No longer having to call God, my God. Và dù Ngài không ở trên chín tầng mây xanh ở xa chúng ta. He's not up in the clouds somewhere in the heavenlies far. Bởi sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu. But through the sacrifice of Jesus Christ. Chúng ta bây giờ xứng đáng. Now we are worthy. Để Đức Chúa Trời lại ngự ở trong chúng ta. To have God. Để Thánh Linh của Chúa có thể đầy dẫy trong chúng ta. The Spirit of God can fill us. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Kế hoạch phục hồi của Chúa thật là tuyệt vời. The restoration, the restoring plan of God is beautiful. Trở lại, Đức Thánh Linh lúc bây giờ chỉ hành động trên một thân thể. Let's go back. The Holy Spirit only works through a person. Và Đức Chúa Giêsu chính là thân thể and mà Jesus xuyên qua Christ đó Đức Thánh Linh Ngài đã hành động. By which the Holy Spirit operated through. Anh chị em, đây là một điều hết sức là quan trọng. My brothers and sisters, this is something very important to note. Mà cả Đức Chúa Trời cũng như ma quỷ phải tôn trọng điều này. That even God himself and all the demons on the earth have to recognize. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã phán và việc nó trở nên một quy luật cho Chúa. Because God spoke it and now it's become a law. Ngài giao cái quyền cai quản quả địa cầu này cho loài người của chúng ta. That God gave the ability to rule and to reign the earth to mankind. Và cũng giao con người của chúng ta. And he gave us được quyền để cai quản và có quyền cai trị trên muôn loài. The authority to rule and reign over all creatures of the earth. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng điều Ngài đã phán. So God respects very highly what he has spoken. Tất cả những hoạt động nào không ở trong thân thể của một con người hay là một vật thể, đó là việc phạm pháp. Whatever is in the body of a creature, not in the body. Whatever's not in the body of mankind is out, illegal. Is illegal. Lý do mà chúng ta thấy Satan nó phải mượn con rắn để nó dụ dỗ Eva. And that is why Satan had to use a snake to tempt Eve. Và chúng ta biết rằng ma quỷ là những con người không có thân thể. We know that the demons have no body. Và nó không thể hoạt động được trên they đất này. They cannot operate here, move around on this earth. Bởi vì Ngài đã giao cho loài người chúng ta là người đã được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. As humankind, mankind, the ability, the authority to rule over this earth. Anh chị em thấy cho nên nó phải có một thân thể. So do you understand that demons need a body in which to operate?
Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài cũng tôn trọng quy luật đó. But praise God that God honors His own word. Ngài không thể cứu chúng ta và hành động trên đất này. The Lord cannot save us and work on this earth. Trừ trường hợp có một thân thể sẵn sàng để Chúa có thể làm việc hoàn. Unless there is a person who is willing to submit themselves to Him so that He can work through them. Và Đức Chúa Giêsu trong ba ngôi Đức Chúa Trời. And Jesus Christ in the Trinity. Ngài đã chọn để làm thân thể đó. He chose to be that person, that body. Khi Ngài nhập thể làm người tại thế gian này. That when He came in the form of man on this earth. Để rồi Đức Thánh Linh có thể làm việc qua thân thể của Ngài. Through Him. Và anh chị em, tin vui cho chúng ta là hôm nay hội thánh của chúng ta là thân thể của Chúa Christ. Và Đức Thánh Linh hành động xuyên qua thân thể của Ngài. Can work through us. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chúa Ngài đến để đem lại sự giải cứu. God came to this earth so that He could bring about deliverance to mankind. Bởi sự sức dầu Chúa Ngài bẻ những ách anointing, anointing, Jesus Christ was able to break the yoke. Bởi vì ai phạm tội là nô lệ của ma quỷ. Because whoever sins becomes a slave to the demons. Và cảm ơn Chúa. And we praise God. Nô lệ của tội lỗi là sự chết. That the slaves of sin are dead. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu chúng ta là đấng vô tội. But we praise God because Jesus Christ, who was without sin. Cho nên Satan không có quyền ở trên Ngài. Satan didn't have any power over him. Sự chết không có quyền ở trên Ngài. Death had no power over đó him. Đó là do Ngài đã phục sinh một cách vĩnh hoàng. That is the reason why He was resurrected. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Và Ngài cũng có thể giúp đỡ cho chúng ta. And He can help us too. Cắt tội lỗi chúng ta đi. Alleviate us of our sin. Bẻ lấy sức mạnh của sự chết trên đời sống của chúng ta. To break the yoke of death upon our lives. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Và chẳng những như vậy. And not only that. Ngài muốn sức dầu trên chúng ta. He wants to anoint us. Để chúng ta đi và giải cứu những người. So we can go out and deliver those. Đã làm nô lệ cho tội lỗi và Satan. That are slaves to sin and to Satan. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Anh chị em có thấy trách nhiệm của chúng ta và phước hạnh mà Chúa cho chúng ta thật là kỳ diệu không? Do you see the great responsibility you have and yet it's such a blessing? Ê-sai chương 10 câu 27 chép. Isaiah chapter 10 verse 27 states. Trong ngày đó gánh nặng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của nó cất khỏi cổ của ngươi, ách sẽ bị gãy về sự béo mập. In that day their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. Chúng ta thấy cái sự béo mập ở đây ở trong nguyên tác đó là chữ simen. Đó có nghĩa là sự sức dầu. The word, when we see the word so fat, grown so fat, what it means is to be anointed. Và đây chữ sự sức dầu mang hình ảnh mà chúng ta thấy đã thực hiện ở trong công việc. Đó là 190 lần trong Kinh Thánh được dịch là sự sức dầu. We see here that this word for anointing is in present in the scripture 190 times. Và chúng ta thấy ở đây sự sức dầu của Chúa cũng có thể đem lại về vật thể giống như một người, giống như là cái người mà bị cái ách đã treo ở trên cổ đó. Bây giờ mập mạnh, khỏe hơn, cổ lớn hơn. Cái ách nó không còn dừa ở trên cái cổ của người đó. Hallelujah! For those of us that are not a size zero. Hallelujah! Yes, the anointing comes upon us. We can see it in the natural too, that we're stronger, quote unquote, fatter, that our necks are stronger because we're no longer carrying that yoke of sin. Bởi vì cái ách của tội lỗi và những sự cầm buộc không còn dừa ở trên những con người. Because the yoke of sin, that heaviness of the consequences of sin are no longer carried by our neck in the anointing. Anh chị em muốn thắng được tội lỗi và bẻ những cái bách thì chỉ có cái đường duy nhất là chúng ta phải mập mạnh ở trong Chúa. Is that we have to be strong and fat in Christ. Chúng ta phải được sự sức dầu của Ngài. We have to have the anointing of God. Để những gì trước đây nó dừa với cuộc đời của chúng ta. So that whatever before that kind of met with our life, fit our life. Thì bây giờ nó không dừa nữa. It doesn't fit anymore. Mà chẳng những như vậy. Not only that. Sự sức dầu của Chúa sẽ làm cho những cái ách đó được cất khỏi cổ của chúng ta. The anointing causes that yoke to be broken, to be lifted from our necks. Và ách đó được bị gãy một cách tan tành. And that yoke is destroyed. Trong Hebrew, chữ in Hebrew, the word is cobble. Nó bị tiêu diệt đến độ không còn có thể sửa lại để xài được nữa. It's destroyed or disintegrated to the point that it cannot be fixed and used again. Đó là điều mà sự sức dầu có thể làm được. That is what anointing can do. Khi chúng ta được sự sức dầu của Chúa. Whenever we are anointed in God. Tội lỗi quá khứ nó không. The sins of our past. Còn khích khao trong đời sống. They're no longer in our lives. They no longer affect us. They no longer control us. Praise God. Tôi nhớ khi tôi về thăm Việt Nam lần đầu tiên. I remember the very first time I went back to visit Vietnam. Vì các bạn của tôi rủ tôi để có một buổi họp mặt. My older friends, they invited me to come to like a reunion. Và ngày hôm đó thì có đầy đủ tất cả những người mà chúng tôi từng uống rượu, từng nhậu với họ. And in that, at that place, that gathering, had all of my old friends, which I used to drink with.
and party with. Thì hỏi làm một lon đi chứ. So they asked me, why don't you just drink a can? Có một số các bạn nó có and tiền lắm people, cho nên toàn là uống Heineken chứ không phải là bia thường của Việt Nam nữa. Some of my older friends, they had money, so they were drinking Heineken bottles instead of the regular beer. Thì họ hỏi vậy chứ. And they said, sao không uống? Why aren't you drinking? Tôi rằng and I said, nó không vừa nữa, nó không còn I sống said, như vậy nữa. It doesn't really fit in my life anymore. I don't live that way anymore. Nói chuyện gì? They said, what happened? Hồi trước là mày là dạy tụi tao uống rượu. Before this, in our older, when we were younger, you were the one who taught me to drink. Bây giờ là không uống rượu à? But now you don't drink? Rồi cũng không nhập vào trong những câu chuyện họ đang cười đùa với nhau. And I also didn't join with them in certain stories where they would joke around and laugh with each other. Bởi vì tôi vốn là một người đầy một bụng những câu chuyện tiêu lâm. Because I was once a person before Christ who was in Vietnamese, my stomach was filled with stories, funny stories that weren't really appropriate, jokes that weren't really appropriate. Mà nhất là những cái chuyện tiêu lâm cấm trẻ em 18 tuổi nha. Especially those kind of jokes that really under the age of 18 kids should not be listening to. Nhưng mà cảm Chúa với sự sức giàu của Chúa. But praise God under the anointing of God. Mở miệng ra không nói được những điều đó nữa. Whenever I opened my mouth, I couldn't speak that anymore. Cái áp nó không ngừa trên cổ của tôi nữa. That yoke didn't fit me anymore. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Sự sức giàu của Chúa có thể làm những việc như vậy trên cuộc đời của chúng ta. Upon our lives. Thế nên các bạn của tôi họ rất là ngạc nhiên. So my friends, when I was visiting them, they were very surprised. Mày làm mục sư của cái đạo gì mà giờ rượu cũng uống? What kind of pastor or what kind of religion are you a part of? Because now you don't drink. Chữ thề vốn là chữ đệm của câu văn của mày mà bây giờ mày cũng Before muốn chữ that, thề nữa. You used to curse all the time and now you don't anymore. You don't cuss. Rồi những câu chuyện tiêu lâm bây and giờ cũng không jokes, nói được nữa. The inappropriate jokes that you used to say, you're not even talking about them anymore. Bởi vì tôi đã sống ở trong cái sự sức giàu của Chúa. Because I live in the anointing of Christ. Sự sức giàu còn một hình ảnh khác nữa the có nghĩa là has another picture. Chúng ta được biệt riêng cho một công tác. And that is that we have been set apart for a responsibility, for a work. Và tôi đã dâng cái miệng của mình để trong sự sức giàu của Chúa làm công tác để rao giảng đạo của Chúa. And I had already offered up my lips, my tongue before the Lord to only speak His words. Nó thay đổi lớn đến độ các em của tôi không nhìn ra. I had been transformed by Christ so much so that even my younger brothers and sisters could not recognize me. Các em nói anh hồi xưa là cây cười của thành phố của mình mà. You were the like the joke of the town, the jokester of the town. Bây giờ sao mà nói chuyện có vẻ giống như là đạo mạo rất là đứng đắn và rất là chuẩn vậy. But now when you speak, it's so proper and so correct. Cảm ơn Chúa vì bởi sự sức giàu miệng của tôi bây giờ là cái miệng của người đã được dạy dỗ. Praise God that because of the anointing, my words, my tongue, my lips are going to be that of an educated man. Như Đức Chúa Giêsu ngài nói rằng, as Jesus Christ said, ở dưới sự sức giàu that under the anointing. Thì Chúa Giêsu không bao giờ then nói Jesus bất cứ Christ điều gì nếu Ngài không nghe Chúa Cha nói. Anything if he didn't hear the Father tell him to say it. Đó phải là điều mà chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Bởi vì lời nói ở dưới sự sức giàu của Because Chúa. Our words under the anointing of Christ có thể thay đổi những cuộc đời. Can change lives. Như tôi đã kể với anh chị em. As I have told you before. Con dâu của tôi, vợ của Mục sư Sam, bác sĩ Jeannie đã My làm daughter-in-law, Jeannie, Pastor Sam's wife. Rồi người tài xế chở tụi con đi ở trong những ngày qua ở tại She talked about the most recent missionary trip. She was saying, you know, the driver who took us around. Thì người này có một cái lời làm chứng về ba rất là đặc biệt. This person has a testimony about you, Dad, that's very, very special. Nói rằng cái giọng nói không phải là sứ điệp thôi mà là giọng nói của ba đó. Nó nói thẳng vào trong tâm hồn của những con người nghe. He testified, the driver testified saying that the words that he would hear you speak, and it wasn't just the words alone, but even your voice would penetrate deep into his soul. Đó là sự sức giàu của Chúa. That's the anointing of God. Mẹ những ách cai trị. To break the yoke đem of lại bondage, sự tươi mới. To bring about a đem refreshing, lại phước hạnh trên những con người. To bring about a restoration, a blessing upon people's lives. Anh chị em khi nghe nói là My brothers and sisters, when I sứ điệp của mình đã giúp đỡ cho người khác. My message has helped another person. Thì tôi đã lấy làm lạ rồi. And I was like, wow. Nhưng mà bây giờ thì được nghe là nhiều But người ở tại Việt Nam. Many people in Vietnam. Họ nói rằng cái giọng nói thôi cũng đã đi thẳng vào trong Even tâm hồn hearing của my voice, they could, it pierced all the way into their heart. Cái đó nó không có tự nhiên phải không? That's not normal, right? Nó siêu nhiên phải không? It's supernatural. Bởi vì sự sức giàu của Chúa. Because of the anointing of God on my life. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Vì giọng nói của chúng ta có thể nó chua nó cay phải không? Because our voice and our tone can be a little sour, it can be a little spicy. Hay là giọng nói của chúng ta có thể đầy những sự cay đắng ở trong đó. Or our voice can be filled with bitterness.
Nhưng mà khi chúng ta để sự sức dầu của Chúa đến, when we allow the Holy Spirit's anointing to come những upon cái ách mà trước đây chúng ta đã từng mang trên cổ của chúng ta, the yoke that we used to carry upon our neck, những cái thói hư tật xấu nó đã từng có chặt chúng ta, the old habits that were so bad for us, tất cả những ý tưởng, những tâm trí lệch lạc của chúng ta, the way that we used to think that was so wrong, đều có thể được phá đổ. It's broken. It's destroyed. Mà lời của Chúa nói tới đây, and the word of God tells us, nó vỡ một cách tan tành, không thể nào sửa lại xài được. It's destroyed, almost disintegrated to the point where it cannot be fixed and used again. Amen, anh chị em. Amen. Nếu ai bắt gặp chính mình, so, if you caught yourself, nếu trước đây mình đã bỏ không có chửi thề, you used to not cuss, nhưng mà bây giờ mình thấy bắt đầu mình chửi thề trở lại, and you find yourself cussing again, bạn cần được tươi mới trong sự sức dầu của Chúa. You need a refreshing in the anointing of the Holy Spirit. Nếu mình đã bỏ được những thói hư tật xấu, if before this you were able to leave all of your old habits, bây giờ mình lần bước trở lại những thứ đó, and then you're starting to do it again recently, and in the name of Jesus Christ, step into the anointing of God. Ơn của Chúa, and lean upon the grace of God, chúng ta có thể kinh nghiệm được so that you can experience a refreshing in Him. Lời nói của chúng ta, because our words, giọng nói của chúng the ta, way that we speak, even our mỗi tone, cử chỉ, hành động của chúng ta, every action that we take, nó có một sức mạnh rất lớn. It has a very strong power in it. Có thể làm những việc siêu nhiên trong sự sức giàu của Chúa. That can do supernatural things in the anointing of God. Amen, anh chị em. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sự sức giàu ảnh hưởng ở trên những công tác mà chúng ta dự phần. Anointing affects all of the work that we partake in. Sáng mình thứ nhất chương 16 câu số 13. 1 Samuel chapter 16 verse 13. Sáng mình lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Cảm ơn Chúa. When we look at 1 Samuel chapter 16 verse 13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Chúng ta thấy ở đây khi Samuel lấy cái sừng dầu và sức ở trên David ở giữa các anh của ông. We see here whenever we saw Samuel take the oil from the ram and put it upon David. Thì lời của Chúa nói rằng từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. The word of the Lord tells us from that day on the Spirit of God came powerfully upon David. Cảm ơn Chúa, sự sức dầu cũng đem lại sự vui mừng cho chúng ta cũng như những người chúng ta phục vụ. We praise God because the anointing also brings about joy to us and those that we serve. Ê-sai 61 câu 3. When you look at Isaiah 61 verse 3. Đặng ban mã hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. And provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. Cảm ơn Chúa. Praise anh chị em có bao giờ kinh nghiệm chúng ta gặp gỡ tiếp xúc trò chuyện với một ai đó chỉ have trong vài phút? Have you ever experienced a time when you were talking with somebody but in just a few moments chúng ta chia tay với người đó? We said goodbye to them. Chúng ta bước ra khỏi sự hiện diện của họ. And we walk away from them. Chúng ta thấy có gì nó vui vui trong lòng. And we see, man, my heart's so happy. Còn có những người chúng ta nói chuyện với họ chỉ một câu thôi. But then there are other people where you speak to them, maybe it's just like one or two sentences. Từ gương mặt cũng như lời nói của họ. From the time when you look just at their the way that their expressions are on their face, even to the way that they speak. Chúng ta đi mà chúng ta thấy nó you có gì đó. You walk away and you feel like, nó dơ dơ, nó bẩn bẩn, nó kỳ lắm. You take a shower, there's something wrong. Là sự cay đắng chứ không phải that là is bitterness. Dầu của sự vui mừng. It's not the oil of joy. Nó là áo của tang chế thay vì áo của sự ngợi khen. That is the spirit of despair instead of the garment of praise. Đó là cái lòng nặng nề. That is a heavy heart. Anh chị em, bởi sự sức dầu của Chúa như người đó có thể thay đổi. Through the anointing of God, all of that can change. Amen. Anh chị em. Amen. Anh chị em muốn trở nên những người mà ai do tiếp xúc với chúng ta? Do you want to become a person with which, when people encounter you or communicate, have an encounter with you? Gặp anh chị tôi vui quá. They say, "Wow, every time I see you, I'm so happy." Sự sức dầu ở trong yes, đời that của is chúng the anointing in our lives that can cause that to happen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Sự sức dầu của Chúa có thể đem lại cái phước hạnh này cho đời sống của chúng ta. The anointing of God can bring about that kind of blessing. Khi trong chuyến đi vừa qua chúng tôi đặt chuyến bay tại phi trường. Missionary trip whenever our plane landed at the airport. Giáo hội Ngũ Tuần Việt Nam đã cử một người ra để tiếp đón chúng tôi. The charismatic church there. The Pentecostal, Pentecostal charismatic church, they assigned somebody to come and welcome us. Thì hôm đó Chúa cho mục sư Phong cũng ra để tiếp đón chúng tôi. And that day Pastor Phong was able to come out and to welcome us. Thì mục sư Phong cũng đã giúp đỡ để chúng tôi có phương tiện di chuyển. And Pastor Phong was one who helped coordinate all the our transportation. Thì cái em này nói rằng bây giờ không thể hỗ trợ được cho mục sư nhiều nhưng mà cho
con làm được một điều này. And this person, he said, you know, I can't do a lot for you, pastor, but let me do this. Đó là từ khi con tin Chúa qua bài giảng của mục sư. That I received salvation through your sermon. Con ước mơ là có một ngày nào đó con được chụp với mục sư một tấm hình. That I would be able to take a picture with you. Đúng không? And I said, yeah, yeah, come on, let's take a picture. Rất vui được nghe một cái người ước mơ trong đời của mình được chụp hình với người đã giúp đỡ mình tin Chúa. I was so happy to hear that somebody's dream was to take a picture with me because I had led him to Christ. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Anh chị em, sự sức giàu của Chúa làm nên những việc mà nó quá cái sự tự nhiên của chúng ta. Causes things to happen that are beyond our imagination. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cái người tài xế mà chúng tôi nói khi nãy. The driver that we were talking about earlier. Cũng chia sẻ với chúng tôi cùng một cái ý như vậy. He shared with me the same thing. Đó là kể từ khi nghe bài giảng của mục sư. From the time that he heard my message. Em ước mơ trong đời của mình his có một lúc nào đó. In his heart was that one day. Có thể làm tài xế để đưa một sư đi đây đi đó. He could drive me around to take me here and there throughout Vietnam. Mà cảm ơn Chúa, mục sư Sam với các em trẻ là được. But praise the Lord, Pastor Sam and all the younger people on the missionary trip had him as their driver. Một buổi tối Chủ nhật, cái buổi nhóm cuối cùng. The Sunday night, which was the last evening of that conference. Thì chúng tôi được mời để đi ăn tối. We were invited to go eat dinner. Và chúng tôi đã trễ thì giờ rất nhiều rồi. And we were already late. Cho nên em kéo tôi ra khỏi buổi nhóm, and đưa so the, xuống. The brothers, they would pull me out of the service. Thì anh em mở cái cửa xe của người tài xế này. And they opened the door of the driver of the that I talked to you about. Tôi I jumped trong in. Xe. Em mừng lắm, anh ơi, cuối cùng thì ước nguyện của mình đã được rồi. So happy. Finally, I get to drive you around. Nhưng chỉ có 2 phút sau. But it was only 2 minutes later. Có người nói rằng mục sư đi chiếc the xe person, khác. Another person came and got me and said, Pastor, you have to go to another car. Vì chiếc xe này chỉ chở những người trẻ và họ đi một cái hướng khác. Because this vehicle was going to take the young people and they're going in another direction. Cảm ơn Chúa, chỉ trong 2 phút đó chúng praise tôi trao đổi một vài câu. That just in those 2 minutes we were able to have an exchange. Người anh em này cũng làm chứng thế nào sự sức giàu and this brother was able to testify how the anointing had blessed him. Để làm nguồn phước cho anh rất là nhiều. And the anointing that came through even our, the ministry here at VBC Houston was able to bless him to be a blessing. Hôm đó mặc dù chỗ nhóm rất là chật. And that day, even though the worship center was very crowded, it wasn't big enough. Anh cũng đã báo tin cho những người bạn đã từng nghe bài giảng của chúng tôi. He told his friends that had once heard some of my sermons. Mục sư Khánh có mặt ở đây. Pastor Khan is here. Hãy đến để gặp gỡ ông một cách cá nhân và được nghe ông giảng trực tiếp. And to hear him preach in person. Tôi chia sẻ điều đó để kích lệ. I share this to encourage you, my brothers and sisters. Nói về thể xác. When you talk about your the natural, tôi cũng là một con người như anh chị. I'm just a person, just like you. Và tất cả những việc siêu nhiên và những việc lạ lùng supernatural, whatever amazing that has happened, tôi có thể nói rằng tất cả là do sự sức giàu của Chúa. It is all by the anointing of God. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúng tôi cũng có một cuốn kinh thánh như anh chị em cũng như I have the mục same sư kind of Bible that you have, that other pastors have. Mà nếu sứ điệp có sự khác biệt là but if the message is different and it's supernatural. Vì sự vận hành và it's công việc của Thánh Linh. Of the work of the Holy Spirit. Để kích lệ anh chị em. To encourage you, my brothers and sisters. Hãy bước vào và đón nhận sự sức giàu của Chúa. Step in to receive the anointing of God. Sự sức giàu sẽ làm nên việc siêu nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Will cause the supernatural to happen in your life. Sẽ khiến chúng ta được kết quả trong ơn của Chúa. Be effective for God. Và bởi sự sức giàu. And through the anointing. Chúng ta sẽ làm nên sự khác biệt. We can make a difference in this world. Chúng ta sẽ làm cho những người mắt đã bị mù được mở. We can cause the blind to see. Những người mà ma quỷ đã làm mù the tâm trí của họ. The demons have oppressed their mind and caused confusion. Tôi nhớ năm 1996. I remember thinking back to 1996. Ở tại đồi cầu nguyện. At Prayer Mountain, which was an event. Có một thanh niên đến there was a young person nhờ who came to me and asked me to pray for him. Bà kia nói nhu cầu. And when he talked about his need, tôi rất là ngạc nhiên. I was a bit surprised. Nhưng mà cảm ơn Chúa. But praise God. Tôi cầu nguyện cho em. I prayed for him. Em thét lên trong sự vui mừng. And he cried out in joy. Rằng bây giờ tôi đã thấy rồi. Now I can see. Tôi thấy đừng ông ra đừng ông đừng bà ra đừng bà. I can see that a man is a man and a woman is a woman. Người này bị trói buộc trong tình dục. This person had been held in bondage, was blinded in the LGBTQ society community. Người thanh niên này làm chứng lại một cái điều mà was able to testify. Chúng ta thấy được cái lý do phía sau và cái sức mạnh nằm ở phía sau. Was able to testify so that we can see and understand the power that comes from behind. Là Chúa đời này đã làm mù lòng họ. That the God of this world had blinded their eyes. Mắt của họ nhìn thì không còn phân biệt là đừng ông và đừng bà. Their spiritual eyes to the point when they would look at somebody they couldn't tell if that person was man or woman. Cảm ơn Chúa, sự sức giàu của Chúa đã bẻ gãy điều đó. The anointing of God broke that yoke. Trong những ngày của đại hội chúng ta trong 20 năm qua. In our revival conference over the past 20 years. Chúng tôi cũng đã cầu nguyện cho rất là nhiều người. We have prayed for so many.
Và cảm ơn Chúa, họ cũng đã được giải cứu. They were also delivered. Họ đã cưới vợ, họ đã lập they gia đình. They were able to marry a woman, to have a wife and have a family. Mà bây giờ có con cái. And now they have children. Thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. In God. Sự sức giàu của Chúa có thể bẻ gãy những cái áp break đó. All of those yokes. Để chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho những người đang bị cầm buộc. So that we can help those that are in bondage. Những người ở trong ngục tù của tội lỗi cũng có thể được giải cứu, giải phóng để họ được sự tự do. Anh chị em yêu dấu của tôi. My brothers and sisters. Sự sức giàu không dựa trên học vấn. Education. Is not based upon education. Sự sức giàu cũng không do chúng ta cố gắng năng nổ mà được. And education, I mean, and the anointing doesn't come from our efforts. Nhưng mà là khả năng của Đức Chúa Trời đổ xuống trên một người. But it's the ability of God that pours out upon a person. Khi người đó khao khát và when muốn kinh nghiệm được. When that person hungers and wants to experience sự sức giàu của Chúa. The anointing of God. Để làm thành sự kêu gọi mà Chúa đã gọi trên cuộc đời của mình. To be able to fulfill the calling that God has on their lives. Anh chị em, tất cả chúng ta đều có cùng một sự kêu gọi. All of us have the same calling, brothers and sisters. Nhất là trong việc truyền giáo. Especially when we talk about evangelism. Tất cả chúng ta đều được gọi để làm nhân chứng cho Chúa. Are responsible and have been called to be witnesses for Christ. Và Đức Chúa Trời rất muốn khiến chúng ta trở nên nhân chứng đầy quyền năng của Ngài. To be witnesses that are full of His power. Cho nên Chúa đã hứa. So God promises. Trong những ngày cuối rốt này, Ngài sẽ đổ thân của Ngài trên mọi loài xác thịt. Và Chúa Giê-xu cũng đã xác nhận. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta. Tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sam-ri cho đến khắp cùng trên đất. Anh chị em, đó là sự ban cho của Chúa. Thành công trong một vụ sẽ quanh sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. To be successful in a ministry is from the calling of God. Và sự sức giàu của Ngài. And the anointing that He puts on your life. Sự sức giàu của Chúa sẽ đổ trên con cái của Ngài. The anointing of God will pour out upon His children. Để đưa họ vào chức vụ quyền năng. To bring them into a ministry of power. Để làm những việc lớn lạc. To do great, miraculous things on this earth. Những công việc quá sự tự nhiên. Things that are supernatural, above the natural. Và đó là điều siêu nhiên mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. That is the supernatural that God is seeking in our lives. Anh chị muốn nhận được sự sức giàu đó. Do you want to receive this anointing today? Hãy đón nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. To receive the baptism of the Holy Spirit. Đón nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời. Receive the gift of God. Ăn năn tội lỗi của mình. Repent from your sins. Và để Chúa Ngài có thể đông đầy đời sống của chúng ta. And allow God to fill you. Ai chưa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống? Whoever here has not received Jesus Christ as your Lord and Savior. Điều kiện đầu tiên và the first thing that you have to do, and most importantly, đó là bạn phải ăn năn tội lỗi của mình. That is that you have to ask God forgiveness. Tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. To receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Để chúng ta được Chúa Ngài thánh hóa. So that God can sanctify you, cleanse you. Cho thân thể chúng ta bây giờ lại xứng đáng để thần của Chúa, để Chúa có thể ở trong chúng ta. For the presence of God to reside. Sau đó chúng ta nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Then after that you can receive the gift of the Holy Spirit. Vâng, tâm lòng hết sức khao khát. With a heart that fully hungers and thirsts after Him. Và tin và nhận cho chính mình. To believe in faith and receive it by faith. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Có ai tại đây muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm Chúa đời sống của mình? That wants to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Trước khi chúng ta có thể nhận được sự ban cho của Chúa. Before you can receive the anointing of God. Đây là điều hết sức là quan trọng. This is important. Nếu đó là quý vị và các bạn có mặt tại đây. If that is you today, present here. Chúng tôi xin mời tiến lên phía trước tại đây. Chúng tôi sẽ hướng dẫn để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống trước. To come up over here on my left side, your right, so that we can lead chúc mừng trước. In the prayer of salvation. And I want to tell you, congratulate you in advance. Bởi vì bạn hay là các anh chị chưa bị dạy sai ở trong giáo hội. Thì việc tiếp nhận báp têm trong Đức Thánh Linh kế tiếp sẽ là điều rất là dễ dàng cho quý vị. In that way, in the second step, baptism of the Holy Spirit should come very easy to you. Nếu có người muốn thực hiện điều đó, if there's đừng anybody ngần ngại. Here who wants to do that today, đây là phước hạnh rất lớn dành cho con cái của Chúa. Để chúng ta có thể nhận được. That you can receive. Xin hãy nhanh chóng tiến lên so và chúng tôi sẽ giúp đỡ chúng ta. We're going to help you to receive the salvation. Còn hội thánh anh chị em khao khát muốn kinh nghiệm được sự sức giàu này. In church, for those of you that are believers that want to receive the anointing of the Holy Spirit, để chúng ta được thần khôn ngoan của Chúa hành động, so you can have the wisdom, the spirit of wisdom in your lives, để thân thế của chúng ta được thay đổi, so that the trajectory of your life can be changed, để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng, so that God can use you, để chúng ta bẻ những ách cai trị, so that you can break the yokes of bondage, để chúng ta thấy rằng những cái ách nó không còn vừa ở trên cổ của chúng ta nữa, so that you can see that the yoke can no longer be upon your neck, bởi vì bây giờ chúng ta được mập mạnh trong Chúa, because you're going to be strong and fat in the Lord through the anointing of God, thì những thói hư tật xấu cũ, then all of the old habits, the sinful ways, những cái cầm buộc cũ trong đời sống all of the bondage that used to overcome you, không còn kích khao trên cuộc đời của chúng ta nữa, it will no longer have power over your lives. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa, chúng tôi
mục sư Sam có mặt Pastor ở đây. Sam is here. Ở đây tới của Chúa, của Quốc Thúy, mục sư Võ Sinh cũng có thể hiệp tác với chúng tôi để cầu nguyện cho anh chị em. Can pray for you. See here. Yeah. Yeah. Anh ngồi nhà tôi. And also my wife. Cũng xin đến. Will come and pray for you. Lần tôi thấy có một sự hướng dẫn từ đây. And all of a sudden I feel a leading of the Holy Spirit. Ngoài việc chúng ta nhận sự sức dầu từ nơi Chúa. Outside of receiving the anointing of the Holy Spirit. Tôi nghĩ rằng hôm nay. I think today. Ngày 4 tháng 8. Is the 4th of August. Là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Is the wedding anniversary of my wife and I. Và chúng tôi vui lần thứ 40. And this is our 40th celebration. Tôi tin rằng Chúa. I believe. Cũng có thể qua chúng tôi. That God can use us. Đã cầu nguyện cho những cặp vợ chồng trong hội thánh ở tại đây. For husbands and wives here today. For marriages. Nếu ai khao khát muốn vợ chồng chúng tôi. If you want to receive prayer for your marriage. Chuyển tải ơn và sự sức dầu của Chúa cho đời sống hôn nhân hạnh phúc. For an impartation, for an anointing of a blessed marriage. Cho một gia đình tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. To be blessed and full of joy. Chúng tôi cũng sẵn sàng cầu nguyện. We're ready to pray for you as well. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta đáp ứng với sự gọi của Ngài. To the altar call today. Cho Chúa đấng kêu gọi chúng con. Heavenly Father, the one who calls us. Đấng cũng trang bị chúng con bằng sức dầu. The one who prepares us through your anointing. Để bởi ơn của Chúa. That by your grace. Chúng con sẽ làm những việc siêu nhiên. We can do supernatural things for you. Những việc khác hơn tự nhiên. Things that are different than the normal, the natural, greater and above those things. Những điều mà thế giới này đã thấy một cách tự nhiên. World, thì sự sức dầu của Chúa. That in the anointing, Chúa có thể làm nó quá sự tự nhiên you can do it beyond the natural. Để chúng con có thể trở nên nguồn phước. So that we can be a blessing. Để chúng con có thể trở nên những người giải cứu. So that we can be a people who deliver others. Những người phục hồi. The people who are restored. Để qua sự sức dầu của Chúa. Through your anointing. Đúng thời điểm. According to đúng your timing. According to your location. We can break the yokes of bondage. Chúng con thấy những cuộc đời được phục hồi. And we can see lives restored in chúng you. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Là Chúa xin nghe và thấy tấm lòng khao khát của anh chị em chúng con. Father God, see, hear the hunger and the thirst from your children today. Và đông đầy chúng con trong quyền năng của Ngài. Pour out into us in your power and authority. Chúa có những gia đình nào cũng khao khát muốn kinh nghiệm được sự chuyển tải của phước hạnh mà Chúa Ngài đã đổ trên đời sống của vợ chồng chúng con. Who want to receive an impartation of blessing in their marriages for me and my wife. Để chúng con sẽ thực hiện chức vụ của sự chuyển tải. That in your grace and favor, Lord God, let us be able to impart your joy, your wisdom upon them. Houston sẽ thấy trong những ngày sắp đến. Houston can see in the days to come. Những gia đình tràn đầy hạnh phúc. Families that are full, những hôn nhân phước hạnh như Chúa Ngài đã định. Marriages determined by you. Và những gia đình mà chúng con thấy trở nên những hoài đăng. And families that can be as like a lighthouse leading the way. Để có thể phục hồi lại niềm hy vọng cũng như niềm vui. Hope and joy. Của đời sống hôn nhân và gia đình. To marriages and families throughout the city. We thank you, Lord. Con cầu nguyện trong danh Chúa. We pray all these things. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa anh chị em đáp ứng, xin tiến lên để nhận sự cầu nguyện. Hội thánh, nếu chúng ta không có nhu cầu và cảm thấy chưa cần sự sức dầu, Chúa ban phước trên anh chị em. Xin sang hội trường và chúng tôi sẽ sớm gặp anh chị em ở bên đó để chúng ta cùng dự bữa chung ở trong ngày Chủ nhật đầu tháng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. To you all. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.